Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Phép tắc ngày thứ 6. Anh chị có quan tâm đến phép tắc ngày thứ 6 không? Trong ngày thứ 6 có một số phép tắc mà tín đồ Muslim cần quan tâm, gồm tắm gội, xịt nước hoa, chải răng, chải chuốt tóc. Thứ hai, mặc bộ quần áo tốt nhất và đẹp nhất. Thứ ba, đi sớm đến masjid vì salat Jumu'ah. Thứ tư, tránh không làm phiền đến mọi người tham gia lễ salat cùng, cũng như không bước ngang vai họ hoặc chen tách giữa hai người ra. Thứ năm, đọc chương 18 Al-Kahf. Thứ sáu, nỗ lực cầu xin trong giờ đáp lại lời khẩn vái. Và cuối cùng, thường xuyên salawat cho Nabi sallallahu alaihi wasallam thật nhiều trong cả ngày và đêm thứ sáu. Wallahu a'lam.